Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Ok, thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ đi tiến hành chế tạo cái bàn Enchantment Table nha các bạn. Đây là một cái bàn phù phép. Thì đầu tiên thì mình sẽ lấy mấy cái gạch bookshelf ở đây đi. Đó, nó rất là nhiều luôn. Chúng ta sẽ lấy cái sẻng. Đó, cái sẻng của mình thì nó có siêu thích nên đập ra thì nó sẽ còn nguyên vẹn như vậy thôi, nó không có bị mất. Quá đã luôn. Rồi mình sẽ cần 15 cái kệ sách nha để có một cái bàn enchantment level 30 các bạn ơi. Trong cái Minecraft sinh tồn thì bàn enchant level 30 là maximum rồi. Qua cái râu ghim bên đây mình sẽ tiếp tục đập thêm 7 cái nữa đi. Chúng ta sẽ chơm một xíu. Chơm một mớ cái bút sale đi. Đó. Nhưng mà chỉ chơm trong game thôi. Chơm ở ngoài là bị người ta đánh chết. Ok. À, mình sẽ lấy thêm nữa nè. Lấy thêm một mớ bút sale nữa nè. Ok nha. Bên đây nữa. Lấy thêm một miếng nữa. Rồi cái này mình sẽ chặt ra để mà lấy thêm mấy cuốn sách. Đó. Rồi về nhà thôi các bạn ơi. Về nhà. Chúng ta sẽ xem kế bên đây có còn ngôi làng nào nữa không ta. Nó còn một ngôi làng ở hướng bên này nè các bạn. Đó, chúng ta sẽ bay thẳng qua bên đây luôn. Bay thẳng qua cái ngôi làng bên đây luôn để mà lấy thêm một vài cái kệ sách. Ở đây thì mình chặt để mà lấy mấy cuốn sách thôi. Mình sẽ cần mấy cuốn sách này để mà enchant. Đó, chứ kệ sách thì mình đủ 15 cái rồi. Ok, đi qua bên ngôi làng bên đây thôi. Trời ơi, ngôi làng nào mà cũng chơm được hết. Còn Lady Pearl kìa. Lady Pa, con này mình có mình có chưa ta? Cũng không nhớ nữa. Rồi, để tí rồi tính. Rồi, chúng ta sẽ xuống đây. Đó. Rồi, tiến hành chặt mấy cái này ra. Ngon, phải chặt ra chứ. Ok, chặt ra nè. Đó. Oh. Rồi, bây giờ là về nhà là được rồi. Đi về nhà thôi. Để mình sắp xếp lại cái ba lô cái đã. Nó khá là nhiều đồ đó. Wow, đồ đạc nhiều quá. Sắp xếp lại thôi. Mình sẽ cần kim cương. Đầu tiên là kim cương. Ở đây không có kim cương. Đây rồi. Wow, một đống luôn. Cái lòng mà mình qua DN đó các bạn. À, không. Qua cái Ultra Space chứ. Tiếp theo mình sẽ cần Obsidian. Đây, 4 cục Obsidian là đủ rồi. Chúng ta sẽ tạo luôn một cái bàn Enchantment Table nha các bạn. Đây là cái bàn cường hóa, bàn phù phép. Trời ơi, mình sẽ đi ra kiếm chỗ đặt thôi. Chúng ta sẽ đặt bên đây được không ta? Thôi đặt bên đây đi, gần chị y tá xinh đẹp. Có gì mỗi lần phù phép đi qua thăm chị y tá luôn. Đó. Rồi, đặt chỗ này đi. Rồi, chúng ta sẽ chặt mấy cái này ra. Hy vọng nó không làm mất phép của mấy cái bàn nha các bạn. Đó, ngon. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mở rộng ra như thế này. Qua bên này không được rồi. Mới đập ra thôi. Rồi, mở rộng là một ô nữa như vậy mới được nè. Đó, đặt cái này chính giữa. Rồi cái bàn này nó maximum chưa ta? Để mình kiểm tra thử xem. Lấy cái này kiểm tra thử xem. Ô, maximum rồi nhưng mà nó có cái Deep Trader cấp độ 3 các bạn ơi. Wow, cái đó là Enchant đi nhanh dưới nước đó các bạn. Quá đã luôn. Rồi. Sẵn mình sẽ chế tạo luôn. Chế tạo luôn một cái Orin Wood nữa đi. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái Leader Boost trước nè. Đó. Công thức nó sẽ cần mấy cái lông chim. Đó. Và thêm 4 cục sắt nữa. Cái giày này bằng sắt đó các bạn ơi. Trời ơi, được gia công bằng sắt luôn đó, ghê thiệt. Và có lông chim để mà nhẹ hơn nữa nè. Ồ, công thức gì không được hả? Chắc mình sẽ để cái lông chim ở dưới đi, cho sắt lên trên. Gì cũng không được. Gì mới được, trời ơi. Như vậy mới được các bạn ơi, khó thiệt. Ok, enchant cái này luôn, lấy cái Deep Strider cấp độ 3 này các bạn. Đây là Deep Strider maximum luôn đó. Được thành tựu enchanter rồi cơ. Lấy đôi giày này đi liền. Được rotation. Thôi chúng ta sẽ không enchant đâu. Không enchant đâu.
Trời ơi, cái đó dở lắm các bạn ơi. Rồi. Ồ. Đây, nó có mấy cái enchant. Ồ, enchant dở quá vậy. Qua đây nó có, đây effect sushi 5 nè, unbreaking. Mình sẽ khảm vào cái cây rìu của mình nha các bạn. Mình mới tạo cái cây rìu kim cương. Ồ. Ồ, nó mất cái anvil luôn kìa. Wow, ghê quá vậy. Xài nhiều quá nó mất luôn. Thôi để chúng ta tạo cái anvil mới thôi. Ghê thiệt, tạo nhiều quá nó mất luôn. Đó, sử dụng quá lố là nó bị hư liền đó các bạn. Chúng ta sẽ tạo luôn cái anvil mới bằng công thức như thế này. Sẽ để 4 cái cục sắt ở dưới nè và 3 cái khối sắt ở trên. Đó, ra được một cái anvil mới rồi. Đó, nhìn nó không có bị lỗi lỗi như hồi nãy các bạn ơi. Cái này kiểu như đập nhiều quá nó sẽ bị lỗ. Rồi, siêu thích. Cái rìu efficiency enriching siêu thích là quá đủ rồi ha. Bây giờ mình sẽ khảm luôn cái efficiency cấp độ 5 cho cái cây sẻng của mình nha. Cái sẻng này mới cấp độ 3 thôi, phải khảm cấp độ 5 mới được. Đó. À, như mình còn thiếu một cái nữa, đó là một cái cúp kim cương nữa nè. Cúp này là cái cúp siêu thích. Ồ. Mình sẽ khảm luôn cái efficiency cấp độ 5 vào luôn nha các bạn. Đó. Còn có mấy level à, cứ khảm cho hết. Rồi, đủ rồi. Bây giờ mình đã tuột xuống còn level 2 rồi. Kinh khủng thiệt. Ồ, ngoài này có một em Pharos nè. Để mình ra mình dứt nó cái đã. Tí nữa mình sẽ cho các bạn thấy công dụng của cái đôi giày mà có Enchant Deep Rider cấp độ 3 này luôn nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ chọn cái đội hình thích hợp trước. Đội hình chắc sẽ có là Suana nè, để thay chỗ cho Charizard, cũng như là Raikou. Raikou sẽ ra trận. Rồi, đủ rồi, nhiêu đây là được rồi. Dứt cái em Pharos này thôi. Mày nè con. Hòa. Nó chơi một hit mình đi luôn. Nhưng không sao, Z-Gate của mình là nó mang hệ đất mà, là khắc tinh của hệ điện đó các bạn. Mày nè con. Ý dạ, thì chuyển skill nó hơi lâu một xíu các bạn ơi. Bạn đợi nha. Đó. Tuy hơi lâu nhưng mà khá là mạnh luôn đó. Rồi, lần này thì Z-Gate của chúng ta không trụ nổi rồi. Con này cấp cao quá. Incineroar. Không được rồi. Raikou, mình sẽ pay nó nha các bạn. Đó. Mày nè con. Wow, ghê vậy. Cho em một skill pie nữa nè. Đó. Nó cho mình cái XPO. Quá đã luôn. Chúng ta vừa bật nó lên rồi. Cái này thì nó giúp cho chúng ta nhận được kinh nghiệm cho tất cả 6 con Pokemon đang mà mình đang có đó các bạn. Wow, quá xịn luôn. Sau bao nhiêu lâu thì XPO nó cũng đã về với mình rồi. À quên, để mình quay trở lại nhà cái đã. Mém tí là quên. À, chúng ta sẽ đi test mấy viên đá Z cho các bạn xem nha. Đó, đây là toàn bộ đá Z của mình. Có thể có một vài loại mình một vài loại đá Z mình còn chưa có nữa. Hay da, đáng buồn nha. Đây, rất là nhiều đá Z nha các bạn. Thì các bạn cũng muốn hỏi mình công dụng thì nó như thế này. Các bạn nhìn mấy cái move, mấy cái kỹ năng của Pokemon á. Đầu tiên là mình tháo cái này ra trước cái đã. Pokemon có kỹ năng nào thì có thể dùng viên đá của kỹ năng đó. Ví dụ con Incineroar nó có kỹ năng hệ bóng tối thì cũng có thể dùng viên đá hệ bóng tối vẫn được nha. Đó. Không phải là theo hệ đâu nha các bạn, không phải là theo hệ của Pokemon mà là theo hệ của kỹ năng. Đó. Khá là rối rắm, hy vọng các bạn có thể hiểu. Ok, mình sẽ lấy Wateryum ra nè. Và đâu rồi? Còn một viên nữa. Đây, Raudium. Rồi. Về Raudium chắc mình sẽ cho con Z-Gate, tại vì nó có 2 skill luôn mà. 2 skill hệ Raud. Đây, con này thì cho Wateryum, cho Menafi nè. Flying thì cho con Swanna, và Duck thì cho con Incineroar. Hiện tại mình chưa có đá hệ lửa nữa hả? Và chưa có đá hệ điện. Ây, gì thôi. Thôi ơi. Hey, tí mình sẽ tiến hành đi test mấy viên đá này cho các bạn xem. Đi ngủ một phát đã. Đó. Tí rồi đi test sau nha. Rồi, đi test thôi các bạn ơi. Đi ra ngoài này kiếm em Pokemon nào đó để mà đi test đi. Ok. Kiếm em Pokemon nào để mà test cái đã. Trời, mấy con chuột chuỗi này có rồi. Với mấy con Sandshrew này nó hoài quá vậy. Đây có con gì nè. Đây là Furru các bạn ơi. Z Power. Chúng ta sẽ chơi nó luôn nha. Nói chung là mấy cái kỹ năng chủ động thì nó sẽ về một cái tên
Còn mấy kỹ năng bị động thì nó sẽ là cái tên khác nha các bạn. Đó. Nó phải cho các bạn dễ hiểu. Nhưng mà nó cũng hơi khó một xíu. Trời ơi, để mình chuyển qua cái con NT đi, giết cái con này luôn đi. Giết con này trước đã. Ôi ôi. Nãy tự nhiên dùng cái skill Z-Rod làm gì không biết nữa. Eruption mày một phát này con. Đó, cho mày chết đi. Hay da, đi qua bên đây kiếm con nào để mà test cái đa. Để mà test cái cây. Snubbull, con bò ngu. Con bò ngốc nghếch. Bắt mày luôn bằng Liverpool nha con. Rồi, mình đang dùng con Swanna, hy vọng là vẫn thành công. Snubbull. Lần này thì thành công quá dễ dàng luôn. Trời ơi, quá xịn. Đó, con Rattata nè, mình sẽ sử dụng cho các bạn xem nè. Z-Power. Các bạn thấy không, mấy cái skill boost của mình thì nó là cái tên khác. Nhưng mà mấy skill bị động, mấy skill chủ động á, thì nó lại là cùng một tên. Nó như vậy đấy. Đó, các bạn thấy không, hai Robotech, hai skill nè. Còn kia là Z-Awarin và Z-Den. Z-Renden, đó. Nói chung skill bị động thì tên nó sẽ khác. Và cái skill chủ động thì nó sẽ là một cái tên thôi. Ok, lần này thì mình chơi cái con này đi, Beedle. Con này thì nó có hai skill chủ động thôi, nên nó tóm còn lại là cái tên nó như vậy. Wow, hình như là nó hệ bay, mình hệ đất, không nó đánh nhau được rồi. Hay dạ, xui quá vậy. Diễn qua con này đi. Xài luôn chiêu chiêu hệ bóng tối này nhưng con mày. Cái con Hitmonchan các bạn ơi. Wow, các bạn cũng đặt thử thách cho mình để bắt con này rồi. Và ngày hôm nay nó đã xuất hiện. Quá xịn. Bây giờ để mình qua thu phục nó luôn nha. Hitmonchan. Chúng ta nên dùng con gì để mà thu phục đây ta? Dùng Raikou để mà cấu máu đi. Chứ con Swanna của mình hệ bay mà. Con này chắc hệ fighting á. Hệ fighting thì nó bị hệ bay khắc chế quá. Mình sợ Swanna của mình nó giết luôn. Ok, skill buy này thì có vẻ khá là ổn đó nha. Rồi, quá ngon. Mình sẽ tiếp tục cấu máu nó nha các bạn. Tiếp tục cấu máu nè con. Rồi, chuyển qua con NT để mà chúng ta thu phục nó cho dễ dàng hơn nha. Chuyển qua NT nào. Rồi, cho ra quả Whipple. À, Whipple. Lần này thì sao đây? Whipple. Không thành công bạn ơi. Khó nha. Chắc chúng ta sẽ spam luôn quả Thunderbolt luôn đi. Chơi cái combo này. Tại vì con này nó cũng cấp 50 rồi. Kê thiệt. À, và họ hàng của Hitmonchan nó có là con Hitmonlee và con Hitmonturf các bạn ơi. Rất là nhiều luôn. Ok. Rồi, để mình tiếp tục spam Thunderbolt nha. Hey, vẫn khá là khó thành công. Tiếp tục là Thunderbolt nữa nè. Spam tới khi nào nó thành công mới thôi. Đó, không bỏ cuộc nha các bạn. Wow. Tiếp tục Thunderbolt nữa nè. Cho mày sợ nha con. Đó, và lần này thì thành công liền. Thử thách đầu tiên trong ngày hôm nay mình đã thực hiện xong rồi nha các bạn. Đó. Em Hitmonchan. Quá đã luôn. Rồi. Ôi, dưới đây có cái lava ghê quá vậy. Ôi, ghê quá. À, sẵn mình sẽ giết cái ông NPC này trước đi. Đây, dùng Raikou để mà giết luôn. Ồ, có con Vizin hả? Cái con này nó hay nổ lắm nè. Rồi, giết nó thôi. Để mất công nó nổ cho banh sát luôn đó. Các bạn thấy nhìn thấy không? 5 con Pokemon còn lại nó lên XP kìa. Đó là tác dụng của cái XP on đó các bạn. Quá xịn luôn. Trời ơi, phải như vậy chứ. Ok, tiếp tục. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua con khác đi. Chuyển qua con NT đi. Wow, ông này có con Chituga luôn kìa. Đây là cái con rùa cổ đại đó các bạn. Chúng ta phải hồi sinh từ hóa thạch mới được lần. Rùa cổ đại cấp 1. Eruption một phát. Wow, cũng được nhiều máu đó chứ. Eruption phát nữa nè con. Xác định rồi nha. Và Linklang. May nè con, xong luôn.
Bộ môn mình nó lên cấp liên tục luôn kìa, quá đã luôn. À sẵn mình sẽ test luôn cái đôi giày này luôn nha các bạn. Tại vì đôi giày này nó vừa cộng 50% tốc độ di chuyển rồi, và bây giờ nó có hẳn cả Deep Rider nữa, nên cái việc đi dưới nước nó rất là nhanh luôn đó, các bạn thấy không? Ồ, mình bơi dưới nước nè, bơi nó đã nhanh rồi. Và đây là đi dưới nước nè các bạn. Ồ, chỉ có điều là mình có thể bị mất bong bóng để mà chết thôi. Đó, cái đó nó mới gây hiểm thôi. Ok, đây con boss Tarkov này hả, để mình dứt luôn bằng con Ziget nha. Hồi nãy chưa sử dụng skill xong, cho em một skill nè. Đó, wow, nó boost cái gì đẹp quá vậy, cho mày tiếp tục bulldoze. Wow, nó boost hoài à, bulldoze phát nữa đi mày nè. Wow, nó cho mình một cây rare candy. Cây này bữa giờ mình ít có xài quá, xài toàn cho EV thôi, chủ yếu là con EV. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc hành trình nữa thôi. Đó, tiếp tục. Wow, phía bên đây nó có con Mewtwo nè các bạn ơi. Mewtwo, con này trong những season trước mình hay giết nó để mà lấy da đó. Wow, cấp 15, quá dễ thôi, cứ Liverpool mà xả thôi nha. Liverpool vẫn không thành công các bạn ơi, khó nha. Cấp 15 mà sao làm khó khăn tôi quá vậy. Tiếp tục là Liverpool, trời ơi, vẫn không thành công luôn. Wow, con này có vẻ khó nhai đây các bạn ơi. Mình lại cho một quả Liverpool nữa nha. Trời ơi, không thành công. Ôi ôi, khó bắt. Tiếp tục một quả nữa, cho mày khi nào thành công mới thôi. Mày thích nhây hả mày? Và lần này thành công luôn. Ồ, phải như vậy mới ngon chứ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành TB ra biển nha các bạn. Chúng ta sẽ teleport ra biển. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi khám phá cái vùng Ocean, Deep Ocean, để mà thực hiện các thử thách, đó chính là thu phục Lagrat nè, Dragonite và Milotic nha các bạn. Ok, Milotic là tiến hóa cấp 2 của Feebas đó, nhưng mà con đó thì không thể tiến hóa được đâu. Chúng ta phải giết cái con Milotic thì mới tiến hóa được. Khá là khó khăn. À, dưới đây có con gì nè, có con gì xịn lắm nè. Đây, nó ở đây rồi. Ồ, đây là Finneon các bạn ơi. Lụm mày luôn mày Whitbon nha con. Ồ, mấy em bộ cái mon xịn. Trời ơi, Whitbon, cứ Whitbon mà xả thôi. Thành công luôn. Ồ, quá đã. Thì mấy cái con Pokemon hệ nước này các bạn có thể dùng Dive Ball nè, và cái Nest Ball cũng được. Nó đang ở dưới nước mà, nên cứ thoải mái dùng Dive Ball thôi. Ồ, đây có con cá. Ồ, con cá trái tim. Đây là Lurdis nha các bạn. Lượm mày luôn mà Liverpool nha. Nó mới cấp 15 thôi nên cứ thoải mái, không có gì phải sợ hết. Liverpool, ta-da, thành công luôn. Phải như vậy chứ. Chúng ta sẽ tiếp tục. Thì mình dùng con Swanna này, tại vì nó có thể lặn được các bạn ơi, vừa bay được vừa lặn được. Con gì xịn hơn nữa. Ồ, dưới đây có một con gì nữa nè. Ồ, đây là Remoreal các bạn ơi. Lẫm mày luôn mừng Liverpool nha, mới cấp 24 thôi. Nãy giờ thu phục mấy con Pokemon ở dưới nước này nó không có gây khó khăn cho mình quá ha, cũng khá là may mắn đó, quá xịn luôn. Rồi, Lurdis, để mình đi qua giết nó lúc này. Lurdis, Lurdis, mày đâu rồi, con cá trái tim. Đây, nó xanh lè luôn các bạn ơi. Để mình discharge nó, phóng điện nó. Cho mày một skill nè con. Wow, nó bị chón rồi các bạn. Bị chón hả mày. Wow, nó cho mình cái Handstall Hope kìa. Cũng được thôi. Ây da, tôi teleport lộn mua đây rồi. Mua cái heo mới đúng chứ. Ok. Dưới đây nó có con gì nữa các bạn. Con cá ngựa, Lụm mày luôn nha các bạn. Lụm mày luôn nha con. Đây là Horsey các bạn ơi, ngựa biển. Hay chúng ta còn hay gọi là cá ngựa đó. Mình sẽ thu phục nó luôn nha. Mấy con này thì cứ dùng Whitbon trước đi. Đó, thành công luôn cơ. Trời ơi, nó lại dễ dàng lắm luôn. Rồi, lại tiếp tục với cuộc hành trình thôi các bạn ơi.
dùng Swanna thì bao sướng luôn. Ho, ở đây nó có một con nữa đó chính là Rillith nè. Nãy giờ thì Dragonite, Lapras cũng như là Milotic nó vẫn chưa xuất hiện. Ôi ôi, nên mình đành phải thu phục mấy con Pokemon này thôi. Với lại ngày hôm nay mình cũng đã xong một thử thách đó rồi, đó chính là thu phục em Hitmonchan rồi. Đó. Rồi, Rillith. Ta-da, thành công luôn. Phải như vậy chứ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường nữa thôi. Ok, tiếp tục lên đường các bạn ơi. Thì mình dùng cái giày đóng băng thử để đi lên đây á. Từ từ, nó có cái Ultra Wurmhole nó xuất hiện làm tôi hết hồn à. Mình thử dùng cái giày đóng băng á, nhưng mà Pokemon nó vẫn không xuất hiện ở trên cái lớp băng mà mình đã tạo các bạn ơi. Có vẻ tác giả đã fix cái đó rồi. Nhưng mà cái công việc Dragonite xuất hiện thì nó sẽ gọi là khá khó ở đây. Hay da, có gì sáng sáng dưới đây vậy? Ở đây có con Pokemon gì nè các bạn ơi. Con này lạ quá vậy. Đây là Senigas. Senigas lập mày luôn nha. Đây, Senigas cấp 20 thôi. Liverpool mà xả. Thoải mái dùng Liverpool mà xả thôi. Và lần này thành công quá dễ luôn. Hãy giờ thu phục Pokemon sao dễ quá ta. Hôm nay ăn cái gì mà hên quá rồi. Dưới đây, dưới đây có gì không? Cắm. Kyogre nó đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Wow, đây là Boss Legendary Shiny Kyogre nguyên thủy các bạn ơi. Wow, không biết đánh nó có rớt ra cho mình cái Blue Orb hay không nữa. Mùa nhìn nữa nè, nhìn đã chứ các bạn. Ôi nó đánh hơi đau nha. Cấp 106 luôn, hơn cái con NT của mình 20 cấp. Wow. Rồi lần này thì khó đánh đây. Cho một siêu Z nè. Ôi nó đánh ghê quá. Khó ăn quá các bạn ơi. Ôi nó đang giết dần hết tất cả Pokemon của mình nữa nè. Ôi ôi, con này thì không xong rồi, không xong rồi. Z Power vào đi. Đó. Skytrain vẫn không được. Nó ghê quá các bạn ơi. Nhìn nó nè, đẹp chưa? À để mình lấy cái mấy cái block ra cái đã. Đâu rồi. Lấy mấy cái block này ra để mà cắm cái đuốc vào chứ không chúng ta bị hết bầm bóng chết nữa. Đây, Kyogre nguyên thủy. Và con nguyên thủy shiny luôn nha các bạn. Kinh khủng thiệt. Wow. Xịn quá. À. Trời ơi. Tại sao lại xuất hiện những con như này chứ? Trời ơi. Nhìn nó nè, bự quá bự luôn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Mình lại tưởng có con Legendary xuất hiện làm tôi mừng hụt. À dưới đây có con gì nè. Chúng ta sẽ tạm bỏ qua con Kyogre đi. Nó quá trâu rồi. Ôi. Dạ. Sao nó mất đâu mất tiêu rồi. À đây. Mày tính chạy hay làm gì? Đây là Brushit các bạn ơi. Lụm nó luôn nha. Wow con cá này nhiều màu quá vậy. Thường mấy con cá nhiều màu thì nó có độc đó các bạn. Ghê lắm. Lụm mày luôn nè. Whipper. Ngon liền. Rồi, cắm cái đuốc vào chứ không hết bong bóng hết. Trời ơi, dưới đây còn gì hot nữa không? À, lại con Rusty hồi nãy nè các bạn. Nhìn nó màu nhiều quá ha. Ôi, y chang con cá độc luôn, để mình giật nó một phát đã. Giật cho mày chết nha con. Chứ để nó nguy hiểm quá các bạn ơi. Ok, lại tiếp tục. Bên đây nó có mấy quả bom rất là xịn nha. Và nó có thêm một cái Rat Bức Ghim nữa nè. Mình vừa nhận được một quả Cherry Bomb đó các bạn. Cherry Bomb thì không thể chế tạo được. Đây, Rat Bức Ghim, chúng ta sẽ lưu vị trí chỗ này cái đã. Cherry Bomb thì nó tỷ lệ bắt nó cũng như Pokemon thường thôi, không có gì đặc biệt đâu. Vào trong nha rèn coi thử có gì hết. Có được cái Good Rod nè, Electric Ghim và mấy cái Iron thôi. Ôi ôi, cũng tạm. Nhưng mà cứ lấy đi. Trong đây thì mấy anh chủ này bán bon có rẻ hay không? Wow, Pokemon 180 đồng. Ultra Ball 1080 đồng. Quá rẻ các bạn ơi. Để mình sẽ lượm thêm một đống Ultra Ball về nha. Trước tiên là 128 quả trước đã. Đó, lâu rồi mới gặp mấy anh bán rẻ như này thì mình sẽ lượm hết luôn. Trời, lâu lâu mới có dịp các bạn ạ.
đã thiệt. Rồi còn cái số Pokeball này thì mình sẽ mua với số lượng lớn luôn, mình đang có thể mua được 1098 quả, nhưng mà mình sẽ mua chắc tầm 256 quả thôi. Ở đây thì không có bán Liverball và Tamerball các bạn ơi, hey, không bán mấy loại đó rồi, khá là buồn ha. Nhưng mà thôi kệ. Mua 256 quả trước đi. Nó 4 stack luôn. Cho nó đã. Cho nó đã. Đó. Rồi, chắc mình sẽ mua thêm một stack Ultra Ball nữa đi. Giờ là việc xài tiền thôi. Trời ơi, tích trữ tiền bao nhiêu lâu, hôm nay mới có dịp xài. Mua thêm một stack Pokeball nữa đi. Đó. Cho nó xịn nè. Ok, xong rồi. Trời ơi, cái số lượng ball nó rất là nhiều luôn. Ồ, phía trước cái cửa này nó có cái đồng hồ các bạn à. Wow, nhìn nó đã vậy. Có cái đồng hồ luôn. Ồ, đồng hồ nó kim phút nó chạy luôn nè. Wow, đồng hồ này hình như nó tính theo giờ của Big Simon thật luôn đó các bạn. Để mình dứt Ampharos này cái đã. Cho mình thử Zed Power của Zigzag đi con. Bạn thấy không, rất là mạnh luôn. Đó, nó không có yếu chút nào đâu. Dis nó một phát. Đây, đây là skill đào nè. Đào nó một phát nha. Đào lỗ nó. Trời ơi, nó còn một chấm máu. Chết chắc rồi nha con. Ồ, nó cho mình một cái Nether Star nữa. Ừ, phải như vậy chứ. Quá tuyệt vời luôn. À, và thêm kẹo nữa. Quá đã, quá đã. Ở đây nó có một con. Hình như đây là Dino các bạn ơi. Mình nhớ rồi, con này là cấp 1 của con Pokemon con rồng ba đầu đó. Cấp 2 của nó sẽ là hai đầu. Đó. Dino. Lầm mày luôn bằng Whipball nha con. Thành công luôn. Cấp 49 mà thành công dễ quá vậy. Thôi quá xịn luôn. Rồi để mình dứt cái con Zubat này luôn nha các bạn. Nãy giờ mình theo nó hơi bị lâu rồi đó. Mà quăng nó không chịu trúng. Bây giờ để mình bỏ nó đi. Bên đây có con hút hút shiny kìa. Ui, hút hút shiny màu vàng luôn. Tội gì chúng ta sẽ bắt nó luôn đi chứ. Shiny màu vàng các bạn ơi. Nhìn nó ngầu quá. Nhìn quá là đẹp luôn, còn gì bằng nữa. Trời ơi. Gengar. Ở đây có con Skitty nè. Con này mình chưa có. Mình giết nó. Rồi bây giờ đi qua đánh em boss Gengar này đi. Gengar này thì phải trade nó mới có nha các bạn đừng có đặt thử thách nữa. Phải trade. Và cái con này thì nó không xuất hiện đâu mà mình bắt được. Ok. Muốn các bạn tìm hiểu về game trước khi mà comment thử thách nha. Không phải là muốn thử thách gì cũng được đâu nha. Ok. Mình sẽ tiếp tục Eruption nữa. Cậu rất là nhiều máu luôn. Fire Blast nó phát nữa nè. Fire Blast. Chết ngay. Và nó cho mình Ferium. Trời ơi, viên đá Z hệ tiên. Cũng xịn luôn. Ôi, phải như vậy chứ. Rồi, mình lại tiếp tục lên đường thôi các bạn ơi. Nãy giờ là toàn đi khám phá không thôi. Này, đây mình đang ở vùng Sunflower Land. Vùng mà hôm bữa mình tiến hóa cái con Eevee hệ tiên đó. Ồ, nó có con Bumkabu nè. Con bí ngô hả? Thu phục mày luôn nha con bí ngô. Bumkabu nè. Và lần này trời nó quá dễ dàng các bạn ơi. Nãy giờ thu phục Pokemon nó không có gây khó khăn cho mình ha. Trời ơi, rip luôn thì tôi có rồi, đi chỗ khác đi chứ. Mình cảm thấy cái XP on nó cho mình quá là nhiều kinh nghiệm luôn các bạn ơi. Hình như XP share thì 50% và XP on là 100% hay sao á. Vậy nó mới hiếm chứ. Rồi, mình sẽ tiếp tục tìm thêm coi thử cái vùng Sunflower Land này có em Pokemon nào mới hay không. Nếu không thì chúng ta phải chờ tới sáng thôi. Để sáng thì chúng nó sẽ xuất hiện nhiều hơn đó các bạn. Ban tối thì nó có được mấy em này thôi. Ui ôi. Ban tối thì chỉ có được mấy em như vậy thôi. Rattata hả? Đây. Đây là Swadloon các bạn ơi. Swadloon. Lẩm mày luôn nha con. Cấp 20 mà. Cứ Liverball mà xả thôi nha. Swadloon. Trời ơi. Quá đơn giản luôn. Ôi, đã thế.
Đã thế, đã thế. Đây, Caterby, tôi có rồi. Giờ mình bấm lộn skill kill rod. Ok, Slash bên này một phát nè. Bên đây con này mình chưa có nè. Đây là Pelosum các bạn ơi. Pelosum. Lượm nó trước bằng Livorn đi. Nó cấp 35 lận. Livorn sao mà được. Xong rồi, xong rồi. Để mình run trước đi. Chạy đi. Đó, chúng ta sẽ quay trở lại chơi nó sau. Đó. Mày gì nè con, dùng Big Bon cái đã. Đó, quả này mới đúng. Quả này mới đúng chứ. Ui, lâu lâu nhưng mà không thành công các bạn ơi. Khó quá nha. Chúng ta sẽ tiếp với quả khác đi. Mình nghĩ là Safari Ball là vừa đó. Tại vì nó đang ở vùng plant mà. Sunflower plants nữa chứ. Quá xịn. Trời ơi, khó khăn nha. Tiếp tục là Safari Ball. Nếu không được thì chúng ta sẽ spam thôi. Spam càng nhiều càng tốt. Không có gì phải ngại hết. Spam liên tục luôn. Trời ơi, tiếp tục là Safari Ball nha con. Spam giờ tới khi nào được mới thôi. Phải cố gắng, phải kiên trì lên thì mấy con này nó mới chịu khuất phục mình lận. Nhưng mà con này thì hơi lâu rồi đó. Summer Ball đi. Chuyển qua quả khác liền chứ. Để nó lộng hành hoài thì không được. Wow. Nó hút cái gì các bạn à. Để mình cho các bạn xem nè. Nhìn nó khá là đẹp ha. Nó hút cái gì vậy? Nó hút cái gì ở thiên nhiên xong nó bắn vào lại vào mình đó các bạn. Ôi ghê thế. Mình sẽ chuyển qua Manaphy mà sử dụng tiếp quả Summer Ball nha. Cho nó sợ luôn. Chờ mày sợ luôn nha con. Trời ơi vẫn không thành công các bạn à. Khó quá nhờ. Chúng ta sẽ tiếp tục một quả nữa đi. Tiếp tục một quả Tamagotchi nữa thôi. Ây da. Nó hút cái gì của mình. Ghê thế. Con này khó ăn thế nhờ. Và lần này Sala. Cuối cùng cũng thu phục được nó rồi. Bao nhiêu khó khăn luôn á. Mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Đây là con gì đây? Đây là QT Fly các bạn ơi. Một con ruồi QT. Lượm mày luôn bằng Livorn nha con. Phải như vậy chứ. QT Fly. Gọn chân. Trời ơi, bộ mon của mình nó lại lên cấp quá chừng luôn. Bữa nay nó lại thêm một con Cottonee nữa nè. Con Cô Tông. Lượm nó tiếp bằng Livorn thôi. Quá đơn giản, cứ dùng Liverpool thôi. Mấy con này cấp thấp mà. NT của mình nó lên được cấp 87 luôn. Wow, đã quá nhở. Bên đây thêm một con ong nữa nè. Đây là Kempis nha các bạn. Kempis. Lượm nó luôn thôi. Cấp 16. Quá đơn giản. Cứ Liverpool mà xả thôi nha anh em. Đó, gọn trơn luôn. Trời ơi, hỏi con Pinsir kìa. Để mình dứt cái con Pinsir này cái nha các bạn. Pinsir hả mày? Eruption đúng một phát. Quả đánh mình hết nửa cây máu rồi. Ủa nhưng mà Eruption vẫn mạnh. Tại vì Eruption nó mang hệ lửa mà. Cho mày chết luôn nha con. Và nó cho mình một cái Espeon nữa. Hồi ơi. Lúc cần thì không có mà lúc có rồi thì nó lại có thêm nữa. Cái định luật lúc nào cũng vậy hết. Combi con này có rồi. Bên đây có con Ladybird nè các bạn. Ladybird, con này mình chưa có. Ladybird hả mày? Thu phục mày luôn nha con. Và lần này thì ta-da, thành công luôn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Ngày hôm nay mình đã thực hiện xong thử thách, đó chính là thu phục Hitmonchan rồi nha. Nhưng mà mấy thử thách còn lại thì có vẻ nó khá là khó xuất hiện đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.